Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn Emmy nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu. Vẫn tiếp tục giao lưu tối với cô bác anh chị em mình trên kênh nha. Rồi anh chào Mến. Dạ em chào anh Thái, mến chào quý chú anh chị đang theo dõi kênh Thái cũng như đang xem clip của em ha. Thì trước hết em cũng xin chân thành cảm ơn quý chú anh chị đã ủng hộ em cái clip vừa rồi ha. Địa chỉ nhà vườn của em là Tăng Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Số điện thoại như số Zalo của em là 0907 426 576. Thì rất mong clip hôm nay cũng được sự ủng hộ của chú anh chị ha. Em vô mã đầu tiên cây số 1 ha quý chú anh chị. Bữa nay em lên hàng mini hay nhiều ha. Tán ngang cây này em đo là 46, chiều cao là 45. Hoành em đo đây là hoành 10. Mã số 1 này em xin giao lưu với mức giá là 220.000. 220.000 cho mã số 11. Em đã bao gồm phí ship cho mình rồi ha quý chú anh chị. Mã số 1 gồm có trắng lửa quý anh chị, dạ. Sakura bà lai can, hồng tuyết, tím bướm. Tiếp theo lên mã số 2, một cây ghép nhiều màu nữa. Tán ngang cây này em đo là 40, chiều cao là 74. Hoành 50 chi này là hoành 16. Mã số 2 này em xin giao lưu với mức giá là 360.000. Gồm có tím tuyết, trắng tuyết, red visa, tím lửa mới, hồng tuyết. Thêm lên mã số 3, gồm có trắng lửa, phụng hoàng lửa và tím pháp quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 43, chiều cao là 43 luôn ha của chú anh chị. Hoành năm đây chiến này là hoành 15. Mã số 3 này em xin giao lưu với mức giá là 240.000. 240.000 cho mã số 3, em đã bao gồm phí ship cho mình rồi ha. Tiếp theo lên mã số 4 là một cây vàng lửa. Đang sổ búp quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 48, chiều cao là 52. Hoành năm đo vị trí này là hoành 17. Mã số 4 này em xin giao lưu với mức giá là 340.000. Em xin lỗi cây này 300 ha của chú anh chị, nó bị lỗi dập dai trước đây chút xíu ha. Này về khai thác dạ. Bo của anh chị em. Tiếp thêm lên mã số 5, tím bướm hồng lửa của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 42, chiều cao là 54. Hoành năm đo vị trí này là hoành 15. Mã số 5 này em xin giao lưu với giá là 280.000. 280.000 cho mã số 5. Tiếp theo lên mã số 6, cây rực rỡ quý anh chị em, một cây màu trắng à. Tán ngang cây này em đo là 69, chiều cao là 90. Một rễ rất lực nha. Hoành năm đây vị trí này là hoành 23. Mã số 6 này em xin giao lưu mức giá là 420.000. 420.000 cho mã số 6, em đã bao gồm phí ship rồi ha. Gồm có trắng tuyết, tím bướm, hồng tuyết, dạ. Alisa đổi màu quý anh chị. Nó giống như cây quạt ha quý chú anh chị. Theo lên mã số 7, tán ngang cây này em đo là 53, chiều cao là 76. Hoành năm đo vị trí này là hoành 17. Mã số 7 này em xin giao lưu với mức giá là 400.000. Đế nơm cao quý anh chị em. 400.000 cho mã số 7. Gồm có hồng tuyết, hồng gân, tím tuyết, trắng tuyết, red visa, tím lửa mới. Dạ. Tiếp theo lên mã số 8, một cây khép chùm quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 32, chiều cao là 60. Hoành năm đo ở đây là hoành 14. Mã số 8, mã số 8 heo của chú anh chị. Mã số 8 em xin giao lưu với giá là 320.000. Gồm có kép cam, kép vàng, kép hồng, kép đỏ và kép trắc phớt hồng của anh chị em. Dạ, 320.000 cho mã số 8. 5 màu cánh kép, siêu đẹp luôn. Tiếp theo lên mã số 9, một cây tiểu Ấn Độ mini của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 28, chiều cao là 50. Hoành là hoành 16. Mã số 9 này em xin giao lưu mức giá là 230.000. 230.000 cho mã số 9. Tiếp theo lên mã số 10, gồm có tím bướm, hồng gân và phụng hoàng lửa anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 42, chiều cao là 49. Hoành năm đó ở đây là hoành 9 heo của chú anh chị. Mã số 10 em xin giao lưu với mức giá là 200.000. 200.000 cho mã số 10, em đã bao gồm phí ship rồi ha.
thêm lên mã 11. Gồm có hồng lửa, hồng gân, cam lửa, Alisa đổi màu. Tán ngang cây này em đo là 41, chiều cao là 44. Hoành em đo vị trí này là hoành 13. Mã 11 này em xin giao lưu với giá là 240.000. 240.000 cho mã 11. Tiếp theo lên mã 12. Là một cây mandarin quý anh chị. Dòng này cánh hoa to và rất là đẹp luôn. Tán ngang cây này em đo là 62, chiều cao em đo là 89, hoành em đo vị trí này là hoành 13. Mã 12 này em xin giao lưu với mức giá là 270.000, 270.000 cho mã 12. Tiếp theo lên mã 13. Gồm có hồng lửa, trắng lửa, tím pháp, dừa hấu. Tán ngang cây này em đo là 49, chiều cao là 70, hoành em đo vị trí này là hoành 10. Mã 13 này em xin giao lưu với mức giá là 250.000, 250.000 cho mã 13. Tiếp thêm lên mã 14. Red Pisa, hồng tuyết, trắng tuyết, tím lửa mới, tím tuyết. Tán ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 83. Năm màu siêu bông, đế sổ cao anh chị em. Hoành là hoành 18, sổ đế là 46. Mã 14 này em xin giao lưu với mức giá là 420.000. 420.000 cho mã 14. Cây dáng trực rất đẹp nha. Tiếp thêm lên mã 15, cây Red Pisa. Tán ngang cây này em đo là 42, chiều cao là 50. Hoành em đo vị trí này là hoành 15. Mã 15 này em xin giao lưu với mức giá là 360.000. 360.000 cho mã 15. Tiếp theo lên mã 16. Tán ngang cây này em đo là 44, chiều cao là 52. Hoành em đo vị trí này là hoành 15. Mã 16 này em xin giao lưu với giá là 270.000. Gồm có tím pháp, hồng lửa, ruby tím lửa, đỏ lửa, hồng gân. Dạ, 270.000 cho mã 16. Tiếp thêm lên mã 17. Tím tuyết, trắng tuyết, Red Pisa, tím lửa mới, hồng tuyết. Tán ngang cây này em đo là 52, chiều cao là 70. Hoành là hoành 19. Mã 17 này em xin giao lưu với mức giá là 420.000. 420.000 cho mã 17. Tiếp theo lên mã 18. Cây phun bông rực rỡ quý chị em, gồm có trắng lửa, Red Pisa, tím tuyết, hồng tuyết, tím pháp. Tán ngang cây này em đo là 56, chiều cao là 90. Hoành là hoành 18. Mã 18 này em xin giao lưu với mức giá là 430.000. 430.000 cho mã 18. Thêm lên mã 19 là một cây tím pháp. Tán ngang cây này em đo là 55, chiều cao là 1m, hoành 18. Mã 19 này em xin giao lưu với mức giá là 420.000. 420.000 cho mã 19, cây tím pháp. Tiếp thêm lên mã 20. Tán ngang cây này em đo là 55, chiều cao là 77, hoành là hoành 13. Mã 20 này em xin giao lưu với mức giá là 400.000. 400.000 cho mã 20. Gồm có tím tuyết, trắng tuyết, hồng tuyết, Red Pisa và tím lửa mới quý anh chị. Dạ. Tiếp theo lên mã 21 là cây ngũ sắc thái năm màu.
ngũ sắc thì gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và trắng phất hồng trên cây quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 64, chiều cao là 1m, hoành là hoành 18, mã 21 này em xin giao luôn với giá là 500.000, 500.000 cho mã 21. Tiếp thêm lên mã 22 cũng là mã cuối clip hôm nay ha quý chú anh chị. Tán ngang cây này em đo là 55, chiều cao là 1m04, hoành em đo vị trí này là hoành 19. Mã 22 này em xin giao lưu với mức giá là 500.000. Cây này 6 màu anh chị em, gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và trắng phất hồng. 500.000 cho mã 22 gân. Và mã 22 cũng là mã cuối clip hôm nay ha. Cuối clip em cảm ơn Thái, cảm ơn của chú anh chị đã yêu thương tin tưởng những clip vừa qua của em. Thì hẹn gặp lại của chú anh chị vào những clip tiếp theo của em ha. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em My nha.